Lê Bình xin hôm nay cái chào quý vị khán giả, chào Băng Châu. Chào anh Lê Bình và Băng Châu cũng xin kính chào quý khán giả đến với bản tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14 và sau đây là một số tin chính. Hơn 100 người bị bắt trong cuộc biểu tình May Day ở Istanbul. Chính trị gia thuộc đảng đối lập Venezuela Leopoldo López phá vỡ lệnh quán chế để xuống đường ủng hộ cho nhà lãnh đạo phái độ. Đoàn Thị Hương sẽ được phóng thích vào ngày 5 tây tháng 3. Và sau đây, Lê Bình sẽ đến với bản tin đầu tiên trong phần tin thế giới. Kính thưa quý khán giả, hơn 100 người bị bắt trong cuộc biểu tình mê đề ở Istanbul. Lực lượng cảnh sát Istanbul vào ngày thứ Tư 1 tháng 5 đã bắt giữ ít nhất là 127 người tham gia cuộc biểu tình bất hợp pháp trên đường phố. Ngay vào thời điểm cư dân trên toàn quốc cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới cùng nhau đánh dấu ngày quốc tế lao động hay còn được gọi là mê đề. Nhiều cảnh sát viên chống bạo động đã được phái tới tuần tra xung quanh công trường Taksim Đồng thời chỉ cho phép một nhóm lãnh đạo liên đoàn lao động cử hành buổi lễ vào lúc được sáng. Ngoài ra không có bất kỳ một ai được phép tụ tập biểu tình để tránh đụng độ tương tự đã xảy ra trong những năm vừa qua. Trong khu dân cư Bensikas, một nhóm người tuần hành đã hô vang các khẩu hiệu chống chính phủ, trên tay họ cầm theo lá cờ màu đỏ đại diện cho đảng cánh tả là HKP. Một vài màn đụng độ đã xảy ra khiến cho vài người bị thương hoặc là bị bắt giữ. Tính đến 1 giờ chiều theo giờ quốc tế thì đã có 127 người bị giáp tải về sở cảnh sát để điều tra. Kính thưa quý vị, chính trị gia thuộc đảng đối lập Venezuela, Leo Bodo Lopez phá vỡ lệnh quản chế để xuống đủ ủng hộ cho nhà lãnh đạo Juan đồ. Chính trị gia thuộc đảng đối lập Leo Bodo Lopez, người từng bị chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ban hành lệnh quản chế tại gia vào ngày thứ Ba 30 tháng 4 đã rời khỏi căn tư gia nơi ông và gia đình cư ngụ để cùng đám đông xuống đường biểu tình về phía căn cứ không quân là Calora ở thủ đô Caracas. Trong một đoạn video đăng trên tài khoản xã hội Twitter, lãnh đạo đảng đối lập Venezuela ông Juan Guaido đã kêu gọi người dân và quân đội tham gia vào cuộc tuần hành yêu cầu ông Maduro hãy từ chức. Và đây là giai đoạn cuối trong cuộc đấu tranh lật đổ thủ phạm từng khiến cho quốc gia châu Mỹ Latin này rơi vào cảnh lầm than. Cùng với ông Leopoldo López, vào năm 2009, ông Juan Khoái Đồ và một số chính trị gia khác đã thành lập nên đảng Popular Will với chủ trương đi ngược lại với đường lối xã hội chủ nghĩa. Khoảng 5 năm sau đó, trụ sở của đảng chính trị này đã bị quân đội Venezuela đến bố ráp vì tội danh kích động bạo lực khi xúi dụng người dân tham gia vào các cuộc biểu tình. Các bộ tấn công mang tư tưởng bài Do Thái đang ngày một gia tăng trên thế giới. Theo một cuộc khảo sát công bố vào ngày thứ Tư, 1 tháng 5 cho thấy, các vụ tấn công mang tư tưởng bài gió Thái đã gia tăng thêm 13% trong năm 2018. Hầu hết đều xảy ra tại các quốc gia có nền dân chủ lớn nhất Tây Phương như là Hoa Kỳ, Pháp, Anh và Đức Quốc. Nghiên cứu này đã được các chuyên gia giảng dạy tại trường Đại học Tel Aviv tiến hành với mong muốn để nâng cao nhận thức ở người dân về tình trạng phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay. Có tổng cộng 387 vụ tấn công nhằm mục tiêu vào người Do Thái đã được ghi nhận xảy ra trên toàn cầu vào năm ngoái. Đồng thời đều có sự liên quan tới tư tưởng bài ngoại trong bối cảnh làn sóng di dân bất hợp pháp liên tục đổ dồn về lục địa của Âu Châu trong vài năm vừa qua. Mối thù truyền kiếp giữa Palestine và Israel cũng là châm ngòi cho các cuộc tấn công chống lại cộng đồng người Do Thái. Bên cạnh các vụ đả thương về mặt xác thịt, nhiều đền thờ Do Thái cũng trở thành mục tiêu phóng hỏa hoặc đập phá tại một số nơi trong đó có Hoa Kỳ. Tiếp thưa, thưa quý vị, hãng hàng không sát tiếp tục quỷ bỏ thêm nhiều chuyến bay trong bối cảnh cuộc tổng đình công đã bước sang ngày thứ Năm. Hãng hàng không sát của Scandinavia vào ngày thứ Ba 30 tháng 4 đã quỷ bỏ hơn 500 chuyến bay được ấn định diễn ra trong ngày thứ Tư 1 tháng 5, làm ảnh hưởng tới lịch trình của khoảng 47.000 hành khách trong bối cảnh cuộc tổng đình công của giới phi công nay đã chính thức bước sang ngày thứ Năm. Được biết trong suốt vài ngày qua đã có hơn 300.000 hành khách bị mắc kẹt tại các phi trường do liên đoàn lao động đại diện cho các phi công và ban giám đốc điều hành hãng SAS không tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận tăng lương lẫn cải thiện môi trường làm việc. Các chuyên gia cho rằng SAS sẽ bị lỗ rất là lớn nếu như đáp ứng tất cả yêu cầu của nhân viên. Tổng giám đốc điều hành hãng hàng không SAS do chính phủ Thụy Điển và đăng mạch chia quyền kiểm soát, Gregor Gustafsson cho biết có tổng cộng 70% chuyến bay đã bị kẹt trên phi đạo. Ngoài việc làm đảo lộn lịch trình, sự việc vào mỗi ngày còn khiến cho hãng sách bị tổn thất lên đến 10.5 triệu Mỹ Kim. Người dân Indonesia xuống đường biểu tình nhân ngày quốc tế lao động. Hàng ngàn cư dân bản xứ đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào ngày thứ Tư 1 tháng 5 để đánh dấu ngày lễ quốc tế lao động, đồng thời gây áp lực yêu cầu chính phủ tăng lương trong bối cảnh tình trạng lạm phát khiến cho bạch giá leo thang tại quốc gia được mệnh danh là con nền kinh tế lớn nhất vùng Đông Nam Á. Bên cạnh những cuộc tuần hành ôn hòa cũng đã xảy ra một vài vụ đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát trong lúc đám đông di chuyển về phía dinh tổng thống ở thủ đô Jakarta. Ngoài ra còn có hàng ngàn người quy tụ về một vận động trường để nghe ứng cử viên tổng thống là ông Prabowo Subianto đọc bài diễn văn phát biểu. Người từng đề cao giới công nhân người từng đề cao giới công nhân viên là nền tảng chính của kinh tế Indonesia. Mặc dù đã nhiều lần cam kết gia tăng mức lương tối thiểu trong năm 2019, nhưng đến nay tiến trình này vẫn diễn ra một cách chậm chạp như để thử thách lòng kiên nhẫn của người dân. Kính thưa quý vị, và một bản tin đặc biệt cho biết, cô đoàn Thị Hương sẽ được phóng tích vào ngày 5 tây tháng 3. Người phụ nữ Việt Nam từng bị cáo buộc tội danh đầu độc, người anh em cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un tức là ông Kim Trong Nam, theo dự trù sẽ được phóng thích khỏi nhà tù ở Malaysia vào ngày 3 tháng 5 sắp tới, thể theo tuyên bố do luật sư biện hộ của phía bị bị đơn đã đưa ra. Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, cùng một đồng phạm người Indonesia Siti Asia, trước đây đều bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh để ám sát ông Kim Trong Nam tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur vào ngày vào tháng 2 năm 2017. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Hoa Kỳ và Nam Hàn nói rằng Chính phủ Bắc Hàn mới là kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Được biết, ông Kim Jong Nam đã rời bỏ cố quốc chỉ vài tháng sau khi em trai là Kim Jong Un lên nắm quyền lãnh đạo vào năm 2011. Giới lãnh đạo Bình Nhưỡng đã bác bỏ việc có liên quan tới vụ ám sát này. Có đến 4 người Bắc Hàn đã bị truy tố. Tuy nhiên, họ đã chạy trốn khỏi Malaysia chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi án mạng xảy ra. Ừ. À, thưa anh bình anh bình có nhớ cái vụ này đã xảy ra cách đây 2 năm á ừ. thì uh, thế giới rất là thấy bất bình khi mà cái người tòng phạm tức là cô city asia của indo thì được thả về ừ. là nhờ cô này cũng được uh, chính quyền của nước indonesia bảo trợ cho cổ bằng mọi cách phải trả cổ về được tự do ừ. trong khi đó thì cô đoàn thương lại bị thẩm vấn tiếp tục và có thể bị tử hình ừ. sau đó có lẽ là do cái cộng đồng nghĩa là người việt trên toàn thế giới cũng như là ở việt nam phẫn nộ quá cho nên nhà cầm quyền cộng sản việt nam mới bắt đầu lên tiếng thì bây giờ cũng được thả cũng là tin mừng phải không anh ừ. cũng anh là có ý kiến gì không nhưng mà thường thường thì cái chuyện này cũng hay thường xảy ra lắm mỹ Ban châu biết đa số phần là à, chính phủ chính quyền cộng sản việt nam đó thì họ không có mạnh mẽ lên tiếng để bảo vệ cái người dân của họ khi mà bị đối xử không không phải trường hợp của đoàn thị hương không thôi mà cần nhiều trường hợp như mình mới thấy đây là các cư dân Việt Nam mình bị cũng bị ở bên Indonesia bắt giữ người Rồi, dân tức là những người dân người dân thì chính phủ cũng chẳng có can thiệp gì lên cũng chỉ nói sơ sơ vài tiếng vậy thôi chứ thực sự không có hết lòng trong cái việc can thiệp đó bởi vậy thì cũng rất là đáng mừng là một người Việt chúng ta có được thả dạ như, vâng nhờ. xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ